Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn. Ai đi qua tháng ngày, đi qua những khờ dại. Ngược dòng sông ấy, nước mắt trong lành cội nguồn. Như chiếc lá, như cành cây khô gầy rụng trước gió. Cuộc đời vẫn thế, vẫn sinh ly từ biển. Đừng quên năm tháng được gần mẹ cha. Đừng quên câu nói mai này con sẽ hiểu. Một ngày khi nghĩ về những gió mưa nhọc nhằn, nặng tiếng lòng. Rồi hành trang ấy ai sẽ mang khi lìa chân. Như hạnh phúc, như tình yêu, vốn đâu cần nguyên do. Cuộc đời vẫn thế, có yêu thương, thù hận. Đừng như mây gió nhẹ nhàng trôi đi. Đừng quên yêu thương nơi làng quê mái nhà. Rồi ngày sau nghĩ về những tháng năm vô thường, nặng tiếng lòng. Nơi đây còn bao tiếc nuối, nhớ thương đầy vơi. Nhẹ lòng ai đi qua mênh mông dòng sông. Ngước mắt nhìn về, trong tim còn lại tháng ngày. Em chào chị. Em có chuẩn bị một chút đồ ăn, chị ăn cho lại sức rồi làm việc nha. Chị cảm ơn nha, em chu đáo quá. Kiểu này chắc phải thức xuyên đêm làm cho xong quá. Không có được đâu, công ty có quy định là phải về trước 10 giờ. Cho nên chị tranh thủ làm rồi về nha. Ừ, chị biết rồi. Em xin phép. Cảm ơn em. Dạ. Chị An, chị nhận thức ăn rồi, chị yên tâm nha. Chị cảm ơn em nhiều nha. Chị Hiền vừa mới bị sảy thai xong, nên là em chọn thức ăn nào mà có thể tẩm bổ được cho chị ấy. Với lại đừng có để chị ấy làm việc quá sức nha. Dạ, em nhớ rồi. Thiệt sự chị làm phiền em quá, bắt em làm mấy cái chuyện này. Nhưng mà nếu bây giờ chị ra mặt á, thì chị lại tức giận hơn nữa. Nên không còn cách nào khác. Cảm ơn em nhiều nha. Chị đâu có sao đâu mà, em là thư ký của chị, giúp đỡ cho chị mấy việc này cũng là chuyện đương nhiên mà. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Dạ, xin mời chú. À, phòng chủ tịch ở hướng này, chú đi theo con. Cảm ơn cậu. Dạ, con mời chú. Dạ, chủ tịch, chú có khách. Chào anh Phương. Anh ba, mời anh ngồi. Mời anh. Cảm ơn anh Phương. Hôm nay anh tới đây tìm gặp tôi có chuyện gì quan trọng không? Thiệt là tôi cũng không biết nói sao với anh.
Có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Mình là chỗ quen biết mà. Với lại đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau. Kể ra anh em mình quen biết nhau cũng hơn 12 năm rồi ha. Anh Phương. Chào anh. Sao anh biết tên tôi? Anh là ai vậy? Vậy may quá rồi. Đúng là anh Phương rồi. Tôi đứng chờ anh từ nãy giờ. Nhưng anh là ai vậy? Không giấu gì anh, tôi là ba của bé An. Thì ra anh là ba của An à. Rất hân hạnh được biết anh. Dạ. Rồi, mình hãy vào trong nói chuyện. Thôi được rồi. Tôi có chuyện cần nói rồi tôi đi liền. Chuyện gì vậy anh? Thú thật là má của con An không có tiền lo cho con An ăn học, cho nên con An nó nghĩ là cả nhà không ai thương nó hết, cho nên nó bỏ nhà ra đi. Thì ra là vậy. Tôi có gạn hỏi mà nó không chịu nói gì. Bây giờ nó may mắn gặp được anh, nên tôi hy vọng anh có thể thay tôi chăm sóc con An đàng hoàng được không? Nếu nó có sai á, anh cứ việc la mắng nó, nhưng đừng bao giờ từ bỏ nó nghe anh. Anh cứ yên tâm, tôi coi con An như là con gái của mình vậy. Hứa với anh, tôi sẽ dạy dỗ nó nên người. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi đội ơn anh. Anh, cả đời này tôi không bao giờ tôi quên ơn nghĩa của anh đâu. Anh đừng có nói như vậy. Không biết nhau thì thôi, đã biết nhau rồi là người nhà cả mà. Vậy cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Cũng nhờ có anh mà con An nó mới có được như ngày hôm nay. Anh đã giúp tôi rất nhiều, nên bây giờ nhờ thêm chuyện này nữa tôi thấy ngại quá. Anh đừng có nói như vậy. Phải nói là nhờ có anh mà tôi có thêm một đứa con gái vừa ngoan vừa tài giỏi nữa. Cho nên có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi. Vậy tôi cũng xin thưa với anh, anh có thể giúp tôi khuyên nhủ con An, nó hãy rút đơn tố cáo anh nó được không? Gia đình cũng khuyên nó hết lời, nhưng mà tôi cũng mới về nên không biết chuyện này. Với lại cũng không nghe con An nó nhắc tới. Tôi nghĩ nếu anh mà mở lời thì có thể nó sẽ nghe theo. Anh em nó xưa kia đã hiềm khích với nhau, giờ thêm chuyện này nữa, tôi e rằng gia đình tôi sẽ tan nát hết anh Phương à. Chào mọi người. Trời ơi, chúc mừng chị Hiền nha. Chị Hiền đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Không biết là lợi hại hay tệ hại hơn đây. Dạ chào sếp. Dạ chào sếp. Em chào sếp. Chúc mừng em đã quay trở lại. Chị cũng xin lỗi em vì lần trước chị hơi nóng vội, cho nên hành động có hơi lỗ mãn. Dạ không sao đâu, sếp tin tưởng em là được rồi. Em rất vui khi được sếp mời em lại làm việc. Lúc nãy khách hàng có rất nhiều lời khen cho em. Dạ. Chị đang cân nhắc đến việc mà cho em lên làm phó phòng đó. Wow. Sếp nói thiệt hả? Ừ. Em cảm ơn sếp nha. Trời ơi, nhất chị Hiền rồi. Kiểu này á là tụi em phải dựa hơi chị Hiền đó nha. Mọi người cứ chọc chị hoài à. Vậy thôi, bữa sau chị khao trà sữa nha, chịu không? Đồng ý. Trà sữa full topping, xa lời nha chị. Nè. Sau khi kiểm toán, con đã phát hiện ra rất nhiều sai phạm của ông Cường và trợ lý thưa thầy. Đây là hồ sơ bên kiểm toán giao qua.
Con làm tốt lắm. Chuyển toàn bộ hồ sơ này qua cho cơ quan điều tra đi. Dạ. Công lao này là của chị Hiền. Hy vọng thầy có thể nói với công ty kiểm toán để minh oan cho chị Hiền chuyện lần trước. Được rồi, thầy sẽ nói với bên đó để đảm bảo không ai bị oan uổng hết. Con cảm ơn thầy. Dạ, con xin phép. Khoan đã. Dạ. Rõ ràng con rất quan tâm tới gia đình mình, mà tại sao con lại muốn đẩy anh con vô tù vậy? Thầy cũng biết chuyện đó sao? Có phải con làm như vậy là con muốn cho anh con một bài học phải không? Con còn có nhiều cách khác để khiến anh con khuất phục mà. Con làm cái gì cũng phải chừa một đường để mình về nhà chứ. Biết đâu khi con quay trở về, con lại nhớ ra lý do mà con từng rời đi, giờ nó lại làm con tổn thương một lần nữa thì sao? Nếu con nói như vậy, thầy có chuyện này muốn kể cho con nghe. Con ngồi đi. Ba con đã tới công ty nhờ thầy chăm sóc cho con, bảo vệ con thay cho ông ấy. Sau cái bữa mà con bị má con và anh con lôi về bằng xe ba gác, ông ấy đã tới công ty cầu mong là thầy che chở bảo vệ cho con. Ông ấy biết con sẽ bỏ đi nữa, và để con không rơi vào đường xấu, ông ấy đã tới công ty cầu xin thầy đón con về. Từ đó, mỗi khi con có chuyện gì, thầy đều báo cho ông ấy biết. Hình như là ông ấy đều xuất hiện ở những dịp đặc biệt, nhưng không bao giờ để cho con nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên con nghe chuyện này. Tại sao hai người không nói cho con biết? Có cha mẹ nào thương con, quan tâm tới con của mình mà lại đi rêu rao khắp nơi về chuyện mình làm không? Bởi vì với họ, đó là việc hiển nhiên. Ba con cũng biết con đã chịu nhiều thiệt thòi, nên ông ấy không muốn gì mình mà con quay trở về nhà, tiếp tục cuộc sống cũ. Nếu như bây giờ con muốn quay trở về nhà, thầy sẽ có cách để làm cho con hả giận. Em có chuyện gì buồn hả? Hôm nay chủ tịch đã khuyên em nên rút đơn tố cáo anh Tâm. Nếu như em không muốn thì đừng miễn cưỡng nữa. Quan trọng là em không biết em đang làm gì. Nửa muốn trừng trị anh ta, nửa thì lại muốn tha thứ. Tại sao con người lại luôn tự mâu thuẫn như vậy? An à, em có muốn nghe anh kể chuyện không? Chuyện gì một cậu thanh niên yêu một cô gái và muốn cưới cô ấy làm vợ, mặc dù cho cha mẹ của anh ấy kịch liệt phản đối
chỉ vì cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chỉ vì phản đối, anh ta bỏ nhà ra đi, cắt đứt mọi liên lạc để sống chung với cô ấy. Một năm sau trở về thì nay mới biết tin. Vì nhớ con mà ba mẹ của anh ấy đã mất trong một tai nạn giao thông. Đôi khi đối với gia đình không có chuyện đúng sai. Nếu như chúng ta còn thương thì chúng ta hãy chấp nhận và tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau. Sao tất cả những chuyện cô làm, cô vẫn không hổ thẹn mà còn giáng mặt tới đây nữa sao? Em có chuyện muốn nói, em vô nhà được chứ? Tôi còn việc phải làm nữa. Em sẽ rút đơn. Cô nói thiệt hả? Mà cũng đúng thôi, dù gì á, tôi cũng giúp tập đoàn của cô tìm ra được bằng chứng khởi tố tên cáo già đó mà. Vậy thì ngay ngày mai cô phải thả chồng tôi ra. Nhưng mà cô đừng có nghĩ như vậy sẽ xí xóa hết những chuyện mà cô đã làm với tôi. Cô còn phải trả nhiều lắm. Tuy nhiên em có một điều kiện. Anh Tâm phải quay một clip xin lỗi em. Nếu anh Tâm chấp nhận làm thì em sẽ rút đơn ngay. Cô làm vậy là có ý gì? Nếu như cô thật sự muốn thả thì việc gì phải có điều kiện? Chị không biết được ngày xưa anh Tâm đã làm gì em đâu. Đây là vết sẹo, vết sẹo mà em đã khâu mấy mũi. Còn cánh tay này của em, vì sao nó dễ bị gãy? Giờ nó đã có vết là do anh Tâm đã xô ngã em và cố tình không đỡ em vậy. Và còn rất nhiều, rất nhiều vết thương mà anh ấy đã làm cho em, khiến em không thể nào sống hòa thuận trong căn nhà này. Và em phải bỏ đi. Năm đó là năm khốc liệt nhất của cuộc đời em. Trong khi em đậu đại học kinh tế, má lại bắt em nghỉ học, nhường cơ hội cho anh Tâm học trung cấp cơ khí. Vì anh Tâm là con trai, anh ấy cần sự nghiệp, còn em chỉ cần ở nhà. Em chỉ là phụ nữ, em chỉ cần làm nội trợ thôi. Nếu như chị là em, chị sẽ chọn lựa gì cho mình? Nếu em không bắt anh Tâm làm như vậy thì sau này anh Tâm sẽ đánh em tới chết, thì chị nghĩ như thế nào? Không, không thể như vậy được. Chị không tin anh Tâm là người xấu. Rõ ràng là anh ấy đối xử rất nhẹ nhàng với chị mà. Em đã nói hết những chuyện mà em đã cố gắng quên trong chừng đó thời gian. Giờ thì tùy chị quyết định. Có chuyện gì không? Ừ? Ít ra thì chúng ta cũng từng là bạn cũ mà. Hỏi gì kỳ vậy? Ai làm bạn với cậu chứ? Tôi không có nhu cầu. Cái thằng... Tôi không biết á, ở anh có cái gì thú vị, có cái gì hay ho mà bé An lại thích anh tới vậy? Người gì mà tính tình như cục đá? Tôi là cục đá,
nhưng mà dù sao cũng là cục đá thú vị, giúp cho người đời xây được đường xá tường thành, không giống như ai kia mưu mô xảo quyệt. Anh thôi được, tôi sẽ cho xe lưu ủi sập cái quán của anh cho anh coi. Tôi thách cậu đó. Ủa, hai người đó đang làm gì vậy? Sao tự nhiên lại cãi nhau? Bộ đánh ghen hả? Có đâu, nhìn giống như là cặp đôi mới cưới thì đúng hơn. Có khi nào hai người đó hết thích cô An rồi quay ra thích nhau không? Ăn nói bậy bạ. Bộ lâu rồi không bị quánh nên giờ quên hả? Ba hiền bao nhiêu thì con giữ bấy nhiêu, đúng là không hiểu nổi. Anh dám nói tôi vậy hả? Có tình á là tụi mấy anh danh không? Anh danh của tôi? Giờ này chắc người ta đang đi chơi với gái rồi, ở đó để ý mấy đứa nít như em. Ê, thôi nha. Đó, tôi nói có sai không? Sai cái đầu anh á. Đánh hoài. Sao nè? Bây giờ mọi chuyện ở tập đoàn tạm thời lắng xuống rồi. Hai đứa con có tiếp tục tính chuyện tình cảm không? Ba, sao tới bây giờ ba vẫn chưa từ bỏ ý định đó vậy? Làm sao mà ba từ bỏ được con? Một bên là con trai ruột của ba, còn một bên là đệ tử ruột giỏi giang của ba mà. Chà, nếu như hai con mặt tác hợp lại với nhau thì con gì bằng. Chú à, thật sự con và cậu Danh không có hợp với nhau đâu. Con biết là chú muốn tốt cho con, nhưng mà chuyện tình cảm này không có thành đâu chú. Tại sao chưa thử mà cô đã chắc chắn như vậy rồi? Ủa, chứ không phải là cậu ghét tôi lắm hả? Đó là chuyện quá khứ rồi. Sau một thời gian tìm hiểu thì tôi thấy cô cũng không xấu lắm. Thấy chưa, ba đã nói với con ngay từ đầu rồi. An, bây giờ chỉ cần con gật đầu thôi là ngày mai ba sẽ... À không, chú sẽ tổ chức đám cưới cho con luôn. Chú hả? Tổ chức ngày mai đi con, chứ bây giờ thì không được. Chú à, không được đâu. Chuyện này không thể nào được. Con đã nói rồi mà. Thôi chuyện này từ từ mình tính sau đi ha. Còn bây giờ nè, cùng ly với chú. Nào. Gấp cho ăn đi con. Dạ. Mau ăn trống lớn nha. Tôi đã nói với cậu là tôi tự về được mà. Cô nghĩ ba tôi thực sự sẽ để cô về một mình hay sao? Thôi, cô vào nhà đi. Nè, chuyện lúc nãy có phải là để cho chú ấy không gắn ghép tôi với anh nữa đúng không? Không, đó thực sự là ý của tôi. Từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cô. Chuyện gì mà cậu cũng làm được nữa hả? Cái gì? Nó bắt anh quay clip xin lỗi nữa hả? Không bao giờ. Đề nghị anh ngồi xuống và giữ trật tự. Dạ xin lỗi. Sao? Anh ngồi xuống đi. Em à, hả? Gì đó mà anh mới vô đây ngồi, bây giờ bắt anh quay clip xin lỗi nó? Cái người xin lỗi lẽ ra phải là nó. Hay là em nghĩ anh có lỗi cho nên mới bắt anh làm như vậy? Anh bình tĩnh đi mà. Em biết á là anh không sai, nhưng mà bây giờ á cô ta nắm đàn chui rồi, mình không có làm cái gì được. Coi như á là anh hy sinh vì em đi nha. Nhưng mà làm vậy anh sẽ chịu nhục suốt cả đời biết không? Anh Tâm, cô Hiền cũng nói đúng đó. Nếu như không chịu thì khó thay đổi được ý định của cô An. Vì tôi đã xem được camera giám sát, bằng chứng hành động, anh xô ngã cô An ra ngoài đường, tất cả đều rất rõ ràng, không thoát tội được dễ dàng đâu. Anh, bây giờ á, anh cứ thừa nhận á là mình sai, rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ hết mà. Em không hiểu anh rồi.
Anh nói cho em biết, cả đời này anh sẽ không bao giờ cúi đầu trước mặt con An. Anh thà ở tù cho nó mãi mãi thất bại dưới tay anh. Thưa cán bộ, tôi không còn gì để nói với những người này. Anh Tâm. Hôm nay cô Linh lại không đi làm nữa hả? Dạ, cô mới xin nghỉ phép thêm 2 bữa nữa. Em không biết là cô có bị gì không. Cô ta định trốn mình đây mà. Được rồi, cô không tìm đến tôi thì tôi sẽ tìm đến cô, coi cô trốn được chỗ nào. Sắm tuồng gì cả tiếng đồng hồ chưa xong nữa, mệt ghê luôn. Em trời ơi, bữa nay người yêu tôi mặc đồ đẹp dữ vậy ta. Chờ em có lâu không? Anh chờ em cả đời được mà, nó chỉ có vài phút. Mày là gì? Mày là ai hả? Anh bị đi hả? Tại sao dám đánh bạn gái tao? Tôi là ai hả? Tôi là người đang chu cấp cuộc sống cho hai người đó. Còn cô, tại sao cô dám tới gặp ba tôi hả? Đã nói là không để cho ai biết chuyện này, cô đang làm trò gì vậy? Rồi sao? Đó là cái giá khi mà anh dám thách thức tôi. Anh nghĩ là tôi không dám làm hả? Bây giờ anh không trả tiền cho tôi thì tôi phải kiếm người khác. À, mày là Thắng đúng không? Tao nói cho mày biết nha, đáng mặt thằng đàn ông á thì có gan chơi phải có gan trả giá. Định quỵt tiền hả mày hả? Anh biết bạn gái của mình ngủ với người khác mà thái độ như vậy đó hả? Thái độ gì? Chỉ cần mang tiền đầy đủ về đem điều đặn về là được rồi. Với tao nói cho mày nghe nè, bạn gái tao á đi ngủ với người ta thôi chứ không có yêu đương gì, mày hiểu không? Đúng là trời sinh một cặp, hai người bẩn thỉu, thối tha. Mày mới nói cái gì? Mày nói cái gì? Hả mày? Hả mày? Mày nói là tao coi, nói cái gì? Tôi nói hai người là cặn bã của xã hội. Anh ơi. Hả mày? Cặn bã này. Anh ơi, đừng đánh mà. Đúng không? Đừng làm lớn chuyện. Mình cũng chỉ vì tiền thôi mà. Mày liệu hôn á? Thôi anh. Hai người mà đánh tôi á, tôi báo công an kiện hai người đó. Mày ngon mày kiện đi. Mày đừng có tỏ vẻ thanh cao với tao. Mày cũng chỉ là cái bọn mà giấu vợ đi ngoại tình thôi, cũng là cái đồ rác rưởi thôi. Rác rưởi. Hai người giỏi lắm. Tôi nói cho cô biết, cô mà tới tìm ba tôi lần nữa, tôi không có tha cho cô đâu. Đụng tới tôi thì được, đụng tới gia đình tôi thì không xong đâu. Mày không xong mày làm gì hả? Thôi mà anh. Mày không xong mày làm gì? Anh ơi. Biến mày. Má sáng ra ngõ gặp mày thấy bực. Phiền phức. Mình đi ăn. Dạ. Thôi anh. Ông ba gọi. Nghe máy đi. Alo. Cô Linh hả? Tôi muốn gặp cô một lát. Được rồi, tôi tới liền. Sắp có tiền rồi, bởi vậy mới nói đi làm chi cho cực khổ, tốn còn chút công sức thôi, vui vẻ. Đi em. Ngồi yên chưa? Mệt lắm rồi ha, bực lắm rồi à. Chào chú. Cô ngồi đi. Chắc là
chú chuẩn bị đầy đủ tiền rồi phải không? Làm cha mà hy sinh vì con thì cũng đáng thôi, chứ đâu cần phải suy nghĩ. Tôi xin cô buông tha cho thằng con trai của tôi đi. Nhà tôi nghèo, đâu có số tiền lớn như vậy được. Bây giờ coi như tôi nhận lỗi thay nó, được không? Chú ơi chú, nói thẳng ra là bây giờ tôi đang làm tiền chú á, chứ tôi đâu cần ba lời xin lỗi vô ích để làm gì. Bây giờ một có tiền thì nói chuyện tiếp, không thì thôi. Cô định giá thân thể mình giá 1 tỷ, cô còn thấy xấu hổ hả? Cái đâu xấu hổ chú, xấu hổ tôi đâu có làm. Có nhiều người á, người ta bán thân mà không được đồng nào, tôi bán được tới 1 tỷ, tính ra cũng lời á. Với lại số tiền này cũng là số tiền danh dự con trai của chú mà. Ba mẹ cô dạy cô làm người như vậy hả? Nếu mà họ biết được thì họ sẽ suy nghĩ như thế nào? Nè chú thôi đi nha, đừng có lôi ba mẹ tôi vô đây. Lo mà chuẩn bị tiền trả cho tôi đi, nếu như mà chú không muốn gia đình con trai của chú bị tan nát. Còn nói cái gì vậy? Ba mẹ, sao ba mẹ ở đây vậy? Tao không có đứa con như mày, mày đừng bao giờ kêu tao bằng ba nữa. Cái đồ mất nết, đồ lăng loạn. Ba, ông bà cũng tận mắt nhìn thấy con mình như thế nào rồi đó. Tôi hy vọng hai người sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, được không? Đừng có đi phá hoại gia đình của người khác nữa. Đúng là làm mất mặt hết gia đình này, không nói nổi còn với cái á. Mẹ, ba, ba mẹ, ba mẹ. Tất cả mọi chuyện là do ông sắp đặt phải không? Là ông kêu ba mẹ tôi tới phải không? Cô tìm đến tôi là ba của thằng Thắng, thì tôi phải tìm tới ba mẹ của cô thôi. Cái đó là quề nhau rồi đó. Chứ cô nghĩ đi, tôi chấp nhận bỏ ra 1 tỷ cho cô à? Ông hay lắm. Để tôi coi cuối cùng ai là người cười được. Cô nên biết sai mà từ bỏ đi, đừng sai thêm sai nữa. Lúc đó đó, cô không còn đường để quay đầu đâu. Ông đừng có dạy tôi. Để dành sức dạy con trai ông đi. Con của ông cũng không có ra cái gì đâu. Con nhỏ này, nói như vậy mà còn cố cãi được. Tuổi trẻ bây giờ hết nói nổi mà. Chú có sao không? Tôi không sao. Giúp được con trai chuyện gì là tôi vui chuyện đó. Hy vọng ba mẹ cổ sẽ dạy dỗ cổ lại, và cô ta đừng có làm lớn chuyện này nữa. Con không ngờ anh Thắng lại làm ra những chuyện như vậy. Tôi dặn nè, cậu đừng có nói chuyện này cho ai biết nghe. Gia đình tôi đang rối ren cái chuyện thằng Tâm rồi, bây giờ không muốn xào xáo thêm nữa. Con biết rồi. Anh, mình quen nhau bao lâu rồi anh? Đến vào đúng thời khắc này là chúng ta quen nhau được 8 ngày 7 giờ 13 phút. Mình á, quen nhau lâu như vậy rồi anh chưa chở em đi đâu hết trơn á. Mà tại vì anh bận nhiều việc quá, giờ muốn đi chơi phải không? Đi đâu? Em á, là em muốn đi Đà Lạt nè. Đi tắm biển Vũng Tàu. Chọn đâu vậy? Thôi vậy được rồi anh. Trời ơi, tưởng ở đâu xa xôi dịu dời chứ đó hả? Chuyện nhỏ, chẳng những anh đưa em đi tắm biển Vũng Tàu mà anh sẽ đưa em đi Lào tắm nắng, đi tắm trắng ở Nông Bên. Tắm trắng ở Nông Bên hả? Anh á, dẻo miệng dẻo mồm quá à. Trời, hồi nhỏ anh học uống dẻo mà. Bây giờ chừng nào đi nè? Em muốn đi liền. Nói cái làm liền vậy hả? Chuyện nhỏ. Bây giờ tính tiền nước xong cái anh chở em đi Vũng Tàu liền. Lỡ lâu á, ra ngoài ở 3-4 ngày cái anh chở em đi Đà Lạt, ra ngoài mua đồ luôn, khỏi cần về nhà lấy đồ. Anh của em là nhất. Nếu mà nói gì không ai dám nói nhất hết. Em ơi, tính tiền. Anh Khánh.
Cô ta là ai vậy anh? Đây là em họ của anh. Cái gì? Nó nhất định là cái đuôi sam mà nó bóng hoài dứt ra không được. Anh thôi bây giờ gì nè, em ra ngoài xe trước đợi anh. Anh xử lý công việc xong cái anh ra, anh em mình đi liền ha. Mày đứng lại coi, đứng lại. Thôi, em làm gì vậy? Sao anh dám lừa dối tôi hả? Anh nói yêu tôi mà kỳ vậy, anh đi cà phê với ai vậy? Cũng giống như cô, cặp với trai già, cặp với trai trẻ, cặp hết người này đến người nọ. Còn bây giờ tôi cặp với cái trẻ, có gì đâu lạ. Ông anh trả bạn đẹp, đúng không? Anh nói vậy mà nghe được hả? Tôi cặp hết người này tới người khác là vì ai? Tôi vì anh mà bị gia đình tôi từ mặt, tôi bị mọi người cười chê kìa, anh có biết không? Sao anh đối xử với tôi vậy hả? Thì chuyện đó là em tự nguyện, hiểu không? Tự làm tự chịu, có ai ghép em đâu ha. Bây giờ than vãn đổ thừa chi hả? Bây giờ anh lòi mặt chuột rồi phải không? Cũng bộ đồ này nè, Bạch Mã Hoàng Tử ha. Tới bây giờ lòi hết rồi ha. Anh hứa yêu em trọn đời, cũng ngồi đây, cũng ôm hôn này nọ, cái gì anh cũng làm cho em hết. Anh sẽ đi cùng em suốt cuộc đời này. Đồ giả dối, khốn nạn. Anh nói đi, nó có gì hơn tôi hả? Về cái mặt này là hơn nhiều nha. Nè, trẻ đẹp hơn em nè, lôi cuốn hấp dẫn hơn em nè, rực lửa hơn em nè. Mà trong cái chuyện đó là người ta hưng hực hơn em nữa kìa. Khốn nạn. Tôi cặp hết người này tới người khác, lấy tiền nuôi anh. Bây giờ anh lấy tiền đó anh nuôi gái. Anh đúng là đồ hèn hả? Em chửi đủ chưa? Nếu chửi đủ rồi á, hiểu rồi á, đi về đi. Anh không cần em đâu ha. Chúng ta chia tay, tôn trọng nhau, hiểu không? Em cho tôi thứ tôi cần, tôi cho em thứ em muốn, ok? Nè anh đứng lại đó. Nhưng mà bây giờ tôi đang mang thai con của anh mà. Anh làm vậy không thấy độc ác hả? Tôi đã nói với em phá bỏ nó từ lâu rồi. Với lại cái thai này là cái cần câu để em giữ mọi người khác, cái công cụ để em dòi tiền, em hiểu không? Nếu mà bây giờ tôi nói là cái thai này không còn nữa, anh bỏ tôi liền hả? Thì ra là cô hết giá trị lợi dụng rồi. Bây giờ tôi càng chán cái vẻ từ bi của em nữa. Ok, bye bye. Anh không được đi. Bây giờ muốn đi phải không? Trả tiền đây. Tiền mà từ đó giờ tôi đưa cho anh á, trả đây. Em con nít quá. Con nít quá đi. Anh tưởng cái này chỉ có trong cái bài hát thôi chứ. Chia tay đồ quà, mắc cười quá. Tự nhiên giờ chia tay, đâu quà. Tiền đâu còn, quà đâu còn. Tiền bao gái ăn hết rồi ha, xài hết rồi, hiểu không? Bây giờ mình chia tay, văn minh, ôn quà, hiểu không? Ha, đừng làm phiền nhau nữa. Ok, bye bye, ok. Anh Khánh. Đây là nụ hôn cuối cùng anh tặng cho em, như một kỷ niệm đẹp. Anh Khánh. Anh Khánh. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Thằng chó. Ủa, mới qua hả con? Ủa, con qua sao không gọi điện thoại cho ba biết trước? Ba, sao ba ăn mì gói vậy? Bộ ba hết tiền hả? Hay để con gửi ba một ít nha. Thôi khỏi con, ba còn tiền. Làm biếng đi ra ngoài ăn thôi, nấu mì ăn cho nó gọn.
con chờ ba chút nha. Ba có cái này đưa cho con nè. Cái gì vậy ba? Chuyện của thằng Tâm đó. Con nói 60 triệu mà bây giờ ba có 10 triệu à, con cầm đỡ đi. Ba, con cảm ơn ba. Bây giờ cái này con không có cần nữa. Ba cất đi. Ba mua cơm đàng hoàng ăn đi nha. Sao vậy con? Bộ chế ít hả? Nè, tiền trong thẻ tháng này ba rút hết rồi đó. Dạ không có, con không có ý đó. Chỉ là Út An nó chịu rút đơn tố cáo rồi. Thiệt hả? Tạ ơn trời Phật, cuối cùng á con An nó cũng suy nghĩ lại. Nhưng mà với điều kiện á, là anh Tâm phải quay clip xin lỗi nó. Vậy thì nó cũng ổn rồi. Con nói với thằng Tâm quay clip liền đi, đang đi về. Con cũng thử nói với anh Tâm rồi, nhưng mà ảnh thà ở tù chứ không chịu làm chuyện đó. Cái thằng thiệt, cũng cái bản tính cứng đầu giống y chang mẹ nó hồi xưa. Con nghĩ là An nó cũng muốn tha cho anh Tâm rồi, nhưng mà còn cái sĩ diện á, với lại nó muốn chồng con nhận ra cái lỗi sai của ảnh. Ba, hay là ba thử đi khuyên Út An đi ba. Đi mà ba. Ba, con nghĩ là lần này sẽ được. Trước giờ Út An nó thương ba nhất mà. Ba thử đi ba. Không được, chuyện này ba không có giải quyết được. Tại sao vậy ba? Hay là ba hết thương chồng con rồi hả? Ba nói cho con nghe, để cho thằng Tâm nó biết cái sai của nó mà nó sửa. Trước giờ má nó luôn binh vực nó một cách vô cớ đó, chiều chuộng đủ thứ, nhưng bây giờ nó mới xảy ra nông nổi như vậy nè. Nhưng mà chuyện nhỏ xíu như vậy mà nó làm không được, thì con nghĩ coi nó rút ra được bài học gì. Ba mệt rồi, con đi về đi cho ba nghỉ. Nè, sao tự nhiên bữa nay mời tôi đi ăn tối vậy? Có mùi gì đáng nghi lắm đó nghe. Có cái gì đâu mà đáng nghi. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu á, vì đã cho tôi biết những điều cần biết về An thôi. Cậu đa nghi quá. Mời cậu. Rồi, mời anh. Anh đang đợi ai hả? Thì những người thân quen với cậu thôi mà. Anh làm tôi tò mò thiệt đó nghe. Mẹ, đừng. Con bỏ ra. Mẹ, trời ơi, tôi đang coi cái gì vậy nè? Cô quá đáng lắm. Hai người đang làm cái gì vậy chứ? Rồi sao? Hả? Cả nhà nhìn đi, nhìn kỹ đi. Là con với anh Thắng đó. Cô tắt đi. Chuyện sao vậy? Chị có nhớ cái lúc mà anh đi công tác ở Cần Thơ không? Cái lúc này là lúc mà sau khi chị gọi điện thoại cho ảnh đó. Tôi nói cô tắt đi. Chuyện sao vậy? Trời ơi, coi anh vô dập em kìa. Giống như là anh đói khát lắm vậy. Chị làm vợ sao mà để cho chồng của mình thiếu thốn quá vậy? Có thịt áp chảo Pony là ba cân đẻ. Pony áp chảo phả đảo cơm nóng. Pony